hai lô Louis Fino ban cắt sầm cò thả sẽ cái đây chà rắc ní tụm nón nâng ai miên phìp đôi khnhi tờ nâng sẽ cái đây chà rắc mùi chập tít nơi khai trò trắng đại chạm ban thả bẹ bát chơi vô rầm tì bầm pí ban pol chia nhược nhọp nong chà rắc chạm xem xem thả chia nhẹ vi đần đam sốc giang thôm lô cọ ban bần tò thả tăng pí về liền ní tờ chà rắc tiếng ní đại riệp riệp tăng pí nong sốc lá tờ đo trai sốc à nám nâng đo tụm niệp sốc cô sang xin nú chà rắc lá ban bên chia nơi chơi chum nhẹ rồi bộ bệ bát chay vừa mặn tiệp làm pí, chà rắc là tiết ban bên chia nơi cả ban nâng côn sầm bát rồi bộ bệ ông, hai chà rắc tiếng ní ban bông phứ ao khơi nơi bệ phe sẽ đai thông mùi bệ ông, khnông rướng đai chi ắt tay ta ca khnông xích đầy ngổ ngớt rồi bóc rọc mài. Rồi cả sắc xa xa rai chí rìu ở rìa bê 30 năm mô, bạn bóng hành ở khuyến thả, bạn bát chơi vô rầm mạnh tì bạm bí, cứ chết sạch đạch đại miên kê tình niêm chẳng chính kê khăn ông bà rìa chụp bông sao vật đá khám ái. Hai bà ổng, trời bàn kê chặt tục thà chết sạch thông bằng ớt, nơi sạch khám ái. Bị bố bà ổng, cứ chết sạch đại bông rích ảnh khách đò rạp đò cầm rất chí tí bông phốt, nơi đàm sát vô tị đập bầy khăn ông ra chạc rồi bà bát chơi vô rầm mạnh tì bạm bí. ប្រទេសខ្មែរមានវិសារភាពធំទូលាយណាស់គឺខ្មែរអាចគ្រប់គ្រងលើទឹកដីប្រទេសខ្មែរបច្ចុប្បន្នរាប់ទាំងដែនដីកម្ពុជាក្រោមផង ប្រទេសចម្ប៉ាទាំងមូលផងទឹកដីប្រទេសឡាវនិងប្រទេសថៃសពថ្ងៃផងរួមទាំងមួយភាគនៃជ្រោយម៉ាឡេស៊ីរហូតដល់ជ្រោយកោះក្រា hai nâng prate phùm miết rồi hốt đo tân lê xa vân phong đài. Dũng tam ai kasa sạc xa sẽ hỏi chiều rồi bỏ lục giọt sửa đế. Đại chia trang vang xa là bà ráng xe nơi trong bộ phía prate Hà Nội. Bạn bằng hành thà prea bát chê vô rồi mân tì bàm pí. Cứ chia sạch bà sốt lạc nơi rô viên chân nằm mùi bốn mùi rồi một phẩy. Rư ba giang hỏi ná, khnông chân nằm mùi bốn mùi rồi một phẩy bàm. Khnông ra chạy ká prea bát sô rìa vô rồi mân tì pí. ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះបាទធរិន្ទ្រវរ្ម័នទី2និងព្រះមាតាព្រះនាមចូឌៀមនីក្នុងរជ្ជកាលមួយដែលក្នុងសមរភូមិដែលផ្ទាល់ព្រះអង្គអង្គអាចជាមួយនឹងសត្រូវដោយមន្ទីរថយឡើយហើយទង្វើទាំងឡាយរបស់លោកក៏បានទាញស្មារតីនៃប្រជាជនក្នុងប្រទេសទាំងមូលឲ្យមានភាពរឹងមាំអង្អាចដូចជាលោកអញ្ចឹងដែរទី7ចេះដាក់ខ្លួន ទី7ចេះដាក់ខ្លួនផ្ទុយពីឋានៈដ៏ខ្ពស់របស់លោកទី8ប្រាំបីពោពេញទៅដោយក្តីស្រឡាញ់ចំណុចនេះមិនចាំបាច់ត្រូវការការបកស្រាយអ្វីនោះទេរាល់ការតស៊ូការលះបង់របស់គាត់ប្រសិនបើគ្មានក្តីស្រឡាញ់ចំពោះជាតិមាតុភូមិនិងប្រជាជនរបស់គាត់ទេនោះវានឹងមិនអាចកើតមានឡើងឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងរបស់គាត់បានធ្វើឲ្យរំជួលចិត្តទៅដល់ពិភពលោកទាំងមូលសូម្បីតែប្រទេសជ័យវរ្ម័នទី7ទ្រង់ឡើងគ្រង រាជក្នុងព្រះជន្មាយុ54ឆ្នាំក្នុងឆ្នាំ1186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 ឆ្នាំក្នុងឆ្ន
đầm bồng. Bà ông bà bên chí ở dù vẹt sát cha mùi ông bà niêm vị xìa tốn, đã bà mộc ruôn nơi bà tế khám ai tăng bị khám ếnh, vì cầm chát bà đòi chục chì. Ai nô cô châm bà vĩnh, sẽ đạch chây ân rạ vô rà màn tì bún, bà lược tốp mộc liên biên bà tế Campuchia xa chì thầm mây. Bà ông cậu bà bên chún con tốp vì bằng krab rà hô đò tì bằng phốt, rập dục nô cô châm bà đã chì à nà khách rộ bó bà tế khám ai bán. Tăng bí chân nằm mùi bọn bí rồi bấy rồi hốt đó chân nằm mùi bọn bí rồi mà phải bà mùi nế cực sạc rạch.